Clouds and thunders standing in my way. I must try to figure it out anyway. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với hành tinh ham ăn của Lu. Trước tiên hãy like, share và nhấn subscribe cho Thánh Năng TV với lại là follow Instagram của Lu nha. Hôm nay thì Lu dẫn các bạn đến một cái nơi mà mình cảm thấy rất là dễ thương luôn các bạn. Và thật ra thì nơi này á, chắc chắn là rất là quen thuộc với các bạn rồi. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà Lu đến đây. Thì chỗ mà Lu đang đứng là số 55 đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1 nha các bạn. Và nghe địa chỉ này thì các bạn có cảm thấy mường tượng ra được là mình sẽ đi đâu chưa? Nếu như chưa thì bây giờ hãy đi với Lu đến gặp một nhân vật siêu cute, siêu đáng yêu. Ở đây có một cái món mà chắc hẳn là bạn nào mà hảo ngọt sẽ rất là thích luôn, đó chính là chè. Yeah. Bây giờ thì đi thôi quay phim đi. Là hết luôn á. Ba ly tao ăn hai ly. Mới kêu đem đi nữa. Mới kêu đem đi nữa đó. Bỏ vô thùng đi. Rồi đi số 12. Giỏi quá ta. Đứng kia kia giờ là đi phụ rồi đó. Bị đuổi rồi các bạn. Không, thực ra là tại vì là ở đằng đó đang đông á, cho nên là Lu nghĩ là Lu sẽ ngồi ở một góc nào đó để không có bị phiền cô chú bán. Nên là mình chọn ở đây cũng mát mẻ. Đây, mình đã order 2 ly thập cẩm các bạn. Ở đây sẽ có khá là nhiều món. Nhưng mà cô chú kêu là ngon nhất á là các bạn nên ăn một ly thập cẩm như này. Và một ly này thì sẽ có giá là 15.000 nha. Còn nếu như mà các bạn muốn order thêm topping á, bỏ vào á, thì các bạn có thể mua thêm. Ví dụ như là nói với cô chú là làm một ly 20.000, 25.000, đại loại vậy. Giờ mình sẽ khuấy đều lên. À,
Trời ơi, nhìn mà thấy có củ năng là mê rồi. Wow. Thôi, ngon quá anh. Đậu xanh cũng rất là thơm nè. Hồi nãy á, lúc mà Lu thấy cô bỏ rất là nhiều lại vào trong này á, Lu hơi hoảng. Tại vì thật ra là mình là một cái đứa không có hay ăn chè, không thích ăn ngọt. Cho nên là Lu không biết là bỏ đậu đỏ nè, rồi bỏ củ năng, bỏ bánh lọt, bỏ xương sáo, tất từng từ các cái bỏ vào một cái ly này thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là khi mà ăn vào á thì các tầng nó rất là rõ cái mùi vị của cái đậu nào, là nó rõ cái đậu đó luôn, chứ nó không có bị mà trộn mà kiểu mà không nghe được mùi gì. Ôi hay thật sự. Còn cái độ ngọt á thì Lu thấy là nó rất là vừa, bởi vì rõ ràng là mình ăn vô mình không có bị tê ngay cái phần hàm của mình, và ăn vô cũng không có một cái cảm giác là quá ngọt đến nỗi mà mình phải nhăn mặt lại. Trời ơi tuyệt vời. Nó béo nhưng mà lúc sau mình thấy là ở dưới nó có đậu xanh nữa, cho nên là không biết cái vị béo này nó từ đâu. Mình đính chính lại là cái vị béo này nó sẽ từ cái đậu xanh đó các bạn. Khi mà nó quyện cho mấy cái nước dừa này rồi ăn vô cảm giác nó dịu nhẹ. Còn khi mà mình uống cái nước dừa này không thì mình cảm giác được là nó vừa phải, nó không quá béo ngậy. Mà các bạn biết là mình đang ngồi ngoài đường với thời tiết bây giờ đang là 2 giờ trưa, nhưng mà ăn cái ly này vô thì rất là dễ chịu. Giờ luôn mới hiểu tại sao là ở đây đông tới vậy luôn á. Nè đông ơi, ngon xỉu. Đa phần luôn thấy là mọi người đến mua á là chủ khách quen rất là nhiều luôn á, tại vì là ai đến cũng sẽ kêu cho một ly chè thập cẩm 20.000, một ly chè thập cẩm 25.000, chứ không ai ăn 15.000 hết thật sự. Nhưng mà nếu như mà các bạn đến đây mua một ly chè thập cẩm như vậy á thì luôn khuyên là nếu mà có thêm topping thì nên thêm củ năng, bởi vì củ năng ở đây xuất sắc thật sự. Với một cái mà làm cho tâm trạng của mình là ăn món này ngon hơn gấp 10 lần là bởi vì là ở đây có cô chú siêu cấp đáng yêu luôn các bạn. Các bạn đến đây các bạn sẽ thấy được một cái năng lượng siêu tích cực từ chú thật sự. Kiểu như là chú bán nhưng mà chú rất là pha trò. Chú bán nhưng mà chú tạo cho người mua có một cái cảm giác rất là dễ chịu khi mà người ta đứng đợi, chứ không phải là đứng chờ quá lâu. Tại vì là thực ra thì ở đây chỉ có hai cô chú thôi, mà một người vô cứ 12 ly, một người vô 20 ly như thế á, thì thời gian chuẩn bị nó cũng lâu. Nhưng mà cứ mỗi lần mà chú làm cái gì đó chú sẽ pha trò một cái nên rất là dễ thương luôn. Khi nào mà Lu có thể ăn hết một ly chè. Các con gửi tiền 300. Ăn 2 ly chè 300 ngàn. Quay lên đi cho tao. Nó giỡn đây nha các bạn. 2 ly chè 30 ngàn. Hai cô cháu mình bán cho bạn ơi, tao không dám mua đâu bán. Ở đây một ly sẽ là 15.000 nha mọi người, 2 ly là 30.000. Sợ chè. Sợ chè nè. Ok, và Lu nghĩ là video đến đây thôi. Và hy vọng là video này cũng đã cho các bạn thấy được cái sự siêu cấp đáng yêu ở quán chè của chú Thể rồi đúng không? Và địa chỉ đây sẽ là số 55 đường Nguyễn Văn Thủ. Có chữ C trong đó nữa. 55C Nguyễn Văn Thủ. 55C Nguyễn Văn Thủ, quận 1 với các bạn. Và ở đây sẽ bán từ 12:30 cho đến khoảng 6-7 giờ tối là hết. Cho nên là tranh thủ ghé qua. Và dạ con cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn con nha. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe, mua may bán đắt. Rồi, dạ. Chúc và... con khỏe mạnh luôn. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú.
Thank you.